ra trường. Vì nóng nảy khi bản thân không trả khoản nợ 50.000 đồng, mà giờ phút này Nguyễn Văn Cường, 30 tuổi, ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, phải đứng trước tòa để nghe bản án cho mình vì tội giết bạn. Ngoài ra, Cường phải bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng, tức là gấp 1.000 lần khoản nợ. Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường mức án 12 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, chiều 8 tháng 12 năm 2019, sau hai cuộc nhậu tại nhà Nguyễn Trọng Sĩ, 28 tuổi, ở xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, và Trần Văn Trọng, 27 tuổi, ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Cường, Sĩ, Trọng tiếp tục đi chơi bia. Cả nhóm giao kèo ai thua thì phải bao một chầu bia, kết quả là Trọng thua. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, ba người tiếp tục đến một quán bia hơi trên địa bàn phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ăn uống, uống bia. Ăn uống xong, Trọng thanh toán nhưng thiếu 50.000 đồng nên mượn Cường để trả rồi ngồi lại quán. Còn Cường nhờ Sĩ dùng xe máy chở đi chuộc lại điện thoại mà Cường cầm cố trước đó. Sau đó, Sĩ chở Cường quay về. Khi đi ngang chợ, Cường dừng lại mua một con dao Thái Lan rồi giấu trong ống tay áo. Cường điều khiển xe chở Sĩ đi được một đoạn thì nhìn thấy Trọng đang đi bộ. Cường đuổi theo, kêu Trọng lên xe chở về nhưng Trọng không đồng ý. Sau đó, Trọng rủ Cường chơi bi-a độ thắng thua 100.000 đồng nhưng Cường không chịu. Cường yêu cầu Trọng trả lại 50.000 đồng thì mới chơi. Tuy nhiên, Trọng không trả. Cường và Trọng xảy ra đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Cường đã lấy con dao trong ống tay, quơ trúng vào bàn tay của Trọng, rồi tiếp tục đâm một nhát vào ngực trái của Trọng, gây thủng tim, phổi. Dù được Cường và Sĩ đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Trọng đã tử vong sau đó. Đến tối cùng ngày, Cường đã ra công an phường Long Phước đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.